Thưa quý vị khán giả, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị các cấp trong thị xã Trảng Bàng đang tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có dự án thành phần 1 tuyến đường N8 thuộc dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8 787B 789. Tuy nhiên, đây cũng là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp bởi có tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Trong chương trình thông tin từ cơ sở kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Với sự vào cuộc chủ động trách nhiệm của hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận tin tưởng của người dân, đến nay, dự án thành phần 2 tuyến đường DT787B và dự án thành phần 3 tuyến đường DT789 thuộc dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8787B789 đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công thực hiện được nhiều phần việc. Hiện thị xã đang tiếp tục triển khai công tác kiểm đếm, lập dự thảo phương án bồi thường dự án thành phần 1 tuyến đường N8. Dự án thành phần 1 tuyến đường N8 có điểm đầu tại ngã ba đường DT787A giao với đường An Phú thuộc địa phận phường An Hòa, điểm cuối giao với quốc lộ 22 thuộc địa phận phường An Tịnh với tổng chiều dài tuyến hơn 9,1 km. Đầu tư phần đường chia làm 3 đoạn và 2 cầu, gồm cầu Vàm Trắng 1 và cầu Vàm Trắng 2. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến là 15,8 ha. Để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra, Ban Tuyên giáo Thị ủy Trảng Bàng đã tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm phát huy quy chế phối hợp và nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên cần triển khai thực hiện. Cùng với đó, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án, thị xã đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Các cơ quan chức năng luôn lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người dân, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo cái dự án đường N8 này, nó đi qua cái đoạn phường An Hòa. Được sự chỉ đạo cấp trên thì lãnh đạo phường An Hòa cũng đã thành lập một cái tổ tuyên truyền gồm các ban ngành đoàn thể như là nông dân, phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, cũng đã tuyên truyền cho bà con mình nắm được cái chủ trương. Thứ nhất là cũng đến thông tin cho từng hộ gia đình, hoặc trong các cái buổi họp tiếp xúc cử tri cũng lồng ghép tuyên truyền luôn đến bà con để bà con nắm rõ được cái chủ trương của địa phương về việc thực hiện công trình N8 này. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận nên công tác kiểm đếm đạt được kết quả tích cực. Kết quả, đến nay đã kiểm đếm được 482 hộ, đạt 100%, trong đó phường An Hòa là 115 hộ, phường An Tịnh là 367 hộ. Phần đất của tôi chiều ngang 7m, chiều dài là nó 80m, mà giờ là bị ảnh hưởng phân nửa. Lúc đầu nghe cũng buồn buồn, nhưng mà thật ra là gia đình của mình là cũng dù gì nữa cũng gương mẫu địa phương, cũng đảng viên hết. Thành ra thôi cũng vì cái lợi ích chung của địa phương đó, mình cũng đồng tình để làm, để phát triển kinh tế mà nó nối các khu công nghiệp. Thành ra giờ là chỉ chờ cái phần kiểm kê bồi thường thì người ta sao thì mình cũng thực hiện vậy, mình gương mẫu mình đi trước một bước. Ảnh hưởng đường N8 thì riêng gia đình tôi thì coi như bức nguyên một cái nhà. Đúng ra thì ai cũng vậy thôi, chứ mình phấn đấu là mấy chục năm để mình dành dụm để cướp để xây được cái nhà. Nhưng mà nghe tin là đường đi ngang qua mình cũng hơi rầu lo một chút. Nhưng mà tụi tôi cũng là người dân thì rất ủng hộ là tuyến đường liên kết để mà phát triển đất nước riêng của phường Hòa, tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian tới, thị xã Trảng Bàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, vận động thuyết phục để nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thị xã cũng đặc biệt quan tâm vấn đề tái định cư, giải quyết chính sách cho người dân và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Thưa quý vị khán giả, nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thuận lợi hơn khi tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Trảng Bàng đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả với mục tiêu đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong triển khai công tác giảm nghèo. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Trảng Bàng luôn đồng hành tạo niềm tin cho người nghèo và các gia đình chính sách để khách hàng được tiếp cận nguồn vốn nhanh nhất, đầu tư hiệu quả nhất trong sản xuất, tái sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng dư nợ đạt trên 425 tỷ đồng với hơn 14.700 khách hàng dư nợ. Đi đôi với hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng cũng được đơn vị chú trọng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ. Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cấp hội, đoàn thể thực hiện công việc nhận ủy thác và các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để đưa nguồn vốn đến với đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở. Thưa quý vị, không cam chịu cảnh nghèo, luôn có nghị lực để vượt lên hoàn cảnh gia đình và nuôi các con trưởng thành, phát triển kinh tế gia đình. Đó là chị Bùi Thị Hồng Hương, hội viên phụ nữ khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Chị Hương sinh năm 1982, sau khi lập gia đình và có 4 người con. Đến năm 2008, chị và chồng ly hôn. Hoàn cảnh gia đình lúc đó hết sức khó khăn, khi chị phải một mình nuôi các con ăn học. Chị phải đi làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, với mong muốn có thêm thu nhập để cho các con có cái ăn cái mặc và trang trải cuộc sống hàng ngày. Hơn 10 năm trước, sau khi được vận động tham gia vào tổ chức hội, từ đó chị Hương có thêm chỗ dựa không chỉ về tinh thần mà còn cả vật chất, nhất là trong lúc chị gặp khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường luôn quan tâm đến đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình chị vượt khó. Năm 2014, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động mạnh thường quân tặng căn nhà mái ấm tình thương. Sau đó, được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ một con bò để nuôi sinh sản và chi hội phụ nữ khu phố giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn phát triển kinh tế. Qua nhiều năm, đến nay, cuộc sống gia đình chị đã ổn định. Đầu năm 2023, gia đình chị Hương được công nhận thoát nghèo. Trước đây thì khó khăn thì nói chung là làm tất cả mọi chuyện, như ai mướn gì thì tôi làm cái đó. Còn cũng như là có đôi lúc thì khổ quá thì không có việc mặn, mấy tháng mà không có việc mặn thì có khi cũng mang đèn đi soi nhái cũng có luôn. Bây giờ con tôi lớn rồi nên thành thử ra là nó đi mặn phụ được một đứa, rồi mặn có tiền rồi bây giờ cũng dương lên để vượt khó, để qua đi cái cơn khổ trước đây. Thì ngay bản thân tôi thì nhận thấy ngay chỗ chị Hồng Hương là một người phụ nữ tận tụy, cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nuôi con, cần cù, kiên nhẫn, mới vượt qua mọi khó khăn. Đến nay năm 2023, chị là hội viên phụ nữ thoát nghèo một cách bền vững. Trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng với người hội viên phụ nữ Bùi Thị Hồng Hương đã tự mình vượt qua khó khăn, quyết tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo, thay đổi cuộc sống gia đình bằng chính đôi tay và sức lực của mình. Chị Hương xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình về phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo tại địa phương. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình thông tin từ cơ sở do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.